Chào bạn, chiếc màn hình của bạn là iPhone 6S và Nokia X6. Hai dòng sản phẩm này thì đang cực kỳ hot trong phân khúc giá vào khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau test hiệu năng để xem là Snapdragon 636 kết hợp với nền tảng Android thuần thì liệu có ăn được là Apple A9 trên nền tảng iOS 11.4 hay không nhá. Và ở đây thì cả hai thiết bị đã khởi động lên. Và nếu các bạn quan tâm đến cả hai dòng sản phẩm này thì hãy truy cập đường link mình để ở phía phần mô tả để có thể link đến cửa hàng Mobile. Ở đây thì có đầy đủ cả hai dòng sản phẩm này để các bạn có thể là tham khảo giá bán cùng với các khuyến mại đi kèm. Và các bạn có thể thấy rằng chiếc iPhone 6S của mình đã khởi động lên trước, và cái khoảng thời gian chênh lệch thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được. Và để đảm bảo công bằng thì cả hai thiết bị mình đã đưa về chế độ máy bay, không kết nối đến cái một thiết bị nào khác. Đó. Rồi. Và mình sẽ check lại cái phiên bản thẻ điều hành cho các bạn xem. Rồi, đây 11.4, còn đây sẽ là 8.1 mới nhất luôn. Rất là ngon. Cả hai chiếc máy này thì đều được hỗ trợ cập nhật rất là lâu dài, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Và đây thì mình đã chuẩn bị tương đối nhiều tựa game cũng như là ứng dụng để test hiệu năng của hai sản phẩm này. Thì mình sẽ bắt đầu luôn khi mà cả hai thiết bị đã ổn định, rút lên ra. Rồi dường như thì chiếc iPhone 6S của mình đã vào trước, và nó khoảng thời gian chênh lệch thì tương đối, nó rơi vào khoảng hơn 1 giây. Kasparov. Rồi. Có vẻ như là Kasparov thì chiếc Nokia X6 sẽ vào trước. Vừa đồng thời luôn. Zback Drive. iOS và Android nó khác nhau vậy. Ấn cái vào luôn, trong khi đó thì nhưng mà đây lại là dòng sản phẩm vào trước, rất là tuyệt vời. Chúng ta đi đến với Dumb Way to Die 2. X6 bị sao vậy? Cuối cùng thì nó cũng lên. Hơi bị lâu so với chiếc iPhone 6S. Các bạn thấy không? Thoát ra rồi mà vẫn cứ hát. Zombie Sun Angry Bird. Mình đã lỡ một cái. Các bạn biết là cái gì chưa? Rồi, gần như là đồng thời luôn. Tempo Run 2. Màu đen ở bên này sâu hơn đúng không anh nhé? Nhìn màu sắc có phần nó sâu hơn. Còn bên này thì nó cứ kiểu nó sặc sỡ, nịnh mắt. Rồi, chiếc iPhone 6S lại tiếp tục vào trước. Chúng ta đi đến với Subway Surfer. Zombie to Tsunami đã. Rõ ràng mình vào rồi mà nó vẫn hỏi lại. Lần này thì mình phải công nhận là chiếc Nokia X6 đã vào trước. Chúng ta đi đến với My Talking Tom. My Talking Tom thì có vẻ như Nokia X6 lại. Cứ tưởng là vào trước, cuối cùng nó lại vào sau. Hay lắm. Chúng ta đi đến với Smart Hit. Các bạn nhìn thấy dấu chấm 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 này. Đấy. Chiếc iPhone 6S đã vào trước, rất là tuyệt vời. Và ở thời điểm hiện tại, iPhone 6S nó vẫn hoàn toàn thể đáp ứng tất cả nhu cầu của chúng ta, rất là tuyệt vời, chỉ có thể là Apple. Chúng ta sẽ thấy được là chiếc Nokia X6 đã vào sau. Và chúng ta sẽ đi đến với tựa game cuối cùng, tựa game nặng nhất, Asphalt 8. Rồi, chiếc iPhone 6S tiếp tục vào trước, và cái khoảng thời gian chênh lệch thì tương đối nhiều. Chúng ta sẽ thử vào lốt một mắt để xem là cái GPU của hai sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Và mình nghĩ rằng nếu mà xét về GPU thì những thiết bị tầm trung mới sẽ không thể so sánh với những chiếc iPhone cũ được. Và điều này sẽ được kiểm chứng ngay sau đây. Cái thời gian chênh lệch đó, các bạn thấy được chiếc iPhone 6S đã vào trước. Sẽ là bao nhiêu giây đây? Một giây, hơn một giây. Đó. Và chúng ta đã đi hết vòng 1. Chúng ta đi đến vòng 2, đại diện phần sau. Và mình nghĩ rằng với cái... đang định khen Nokia thì nó đã xịt ngay từ cái vòng gửi xe rồi. Và vừa rồi Fruit Ninja thì chiếc iPhone vẫn không phải khởi động lại. Trong khi đó thì chiếc Nokia X6 đã phải khởi động lại. Rất là đáng tiếc.
rồi. Chán quá. Temple Run. Oh, có vẻ như là chúng ta đang nhìn thấy một cái sự tối ưu chưa được tốt cho lắm đến từ Nokia. Mặc dù đây là phiên bản Android thuần. Rồi, may mắn là chiếc iPhone 6S đã bị khởi động lại một cái. Subway. Rồi, cả hai khởi động lại. Chúng ta đi đến với My Talking Tom. Oh my. Smart Hit. Rồi, iPhone đã phải khởi động lại. Cái điều này thì mình dường như mình đoán trước được rồi, nhưng mà mình thật sự bất ngờ là khi chiếc Nokia X6 phải khởi động lại tương đối nhiều tựa game và ứng dụng. Và đây, với 2GB RAM thì chiếc iPhone 6S của chúng ta đã phải khởi động lại chiếc tựa game nặng nhất iPhone 8. Trong khi đó thì chiếc Nokia X6 đã không phải khởi động lại iPhone 8. Và đây cũng là một điểm cộng của Nokia X6. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau có bài test hiệu năng giữa hai dòng hỏng này. Và lời khuyên của mình đó chính là nếu các bạn thực sự quan tâm đến chỉ game không ấy, thì những dòng sản phẩm iPhone cũ luôn là lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh đó thì nếu các bạn cần những cái nhu cầu cao hơn, nhiều hơn, ví dụ như chúng ta sẽ có viên pin tốt hơn, chúng ta sẽ có màn hình tai thỏ, màn hình trải nghiệm nó sướng hơn, thì chiếc Nokia X6 vẫn là lựa chọn cực kỳ tốt. Còn các bạn sẽ lựa chọn iPhone 6S hay Nokia X6 thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào Việt và hẹn lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của My Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.